vừa phát hiện một combo trái băng rất là mạnh. Và combo này của mình có thể kill được 30M, còn tổng người cá thì chịu. Và trước khi vào video, mình cũng cảm ơn các bạn đã giúp mình đạt được 300 đăng ký. Vì thế trong ngày 16 tháng 2 này mình sẽ duyệt số cho các bạn. Giờ thì vào video thôi.